Là một trong những doanh nghiệp đặt nền móng đầu tiên trong ngành sản xuất quạt điện tại Việt Nam, trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, Vinawin không ngừng đổi mới, sáng tạo trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, Vinawin đã trở thành một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất cả nước, khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường Việt Nam và từng bước hội nhập. Với định hướng đổi mới sáng tạo không ngừng để giữ vững thương hiệu và cải tiến sản phẩm, từ đó đáp ứng nhu cầu của thị trường, Vinawin là doanh nghiệp duy nhất trong ngành hàng quạt điện có sản phẩm được vinh danh thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đạt được thương hiệu quốc gia là một trong những cái cột mốc rất là quan trọng để Vinawin có thêm sức mạnh cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Và đó là một cái chìa khóa để mà Vinawin có thể sử dụng cái hình ảnh cộng thêm sự đột phá của Vinawin trong vấn đề cải tiến để xây dựng thương hiệu cho Vinawin, đồng thời cũng khuếch trương cái giá trị của thương hiệu quốc gia mà một doanh nghiệp Việt Nam đạt được. Thành lập từ năm 1965 với sứ mệnh mang làn gió mát đến ngôi nhà Việt, chiếc quạt điện của Vinawin đã gắn bó với bao thế hệ người Việt. Với ưu điểm sản phẩm quạt điện bền bỉ với thời gian và có giá thành hợp lý, nên dù thị trường đã xuất hiện nhiều thương hiệu quạt điện nhập khẩu đến từ nước ngoài, Vinawin vẫn luôn là thương hiệu được nhiều người dân Việt Nam ưa chuộng và nắm giữ đến 26% thị phần trong nước cùng hệ thống phân phối trải rộng trên khắp 63 tỉnh thành. Trước khi chưa có thương hiệu quốc gia Việt Nam ấy, thì mọi người dân đã rất tin tưởng vào sản phẩm của cơ thống nhất rồi. Sau khi là được phong tặng thương hiệu quốc gia Việt Nam ấy, thì người dân lại càng thích là cái sản phẩm này nhiều biết nhiều hơn và cũng nhiều người thích dùng hơn. Một trong những yếu tố quan trọng đóng góp cho thành công của Vinawin chính là việc luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, đảm bảo tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn, động cơ khỏe, linh kiện chắc chắn, có độ bền cao. Đặc biệt, quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được thực hiện hết sức nghiêm ngặt và chặt chẽ trong từng khâu. Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015 của Điện Cơ Thống Nhất được xây dựng thành nhiều quy trình để phối hợp giữa các phòng ban và các phân xưởng sản xuất. Các sản phẩm không phù hợp sẽ được khoanh vùng để riêng và có biện pháp xử lý cụ thể cho từng lỗi. Bên cạnh đó, Vinawin cũng tiến hành nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0. Mới đây nhất, công ty đang thử nghiệm sản phẩm quạt trần tích hợp Internet kết nối vạn vật trên cả hai nền tảng iOS và Android. Từ đó, bắt kịp nhu cầu sử dụng của sản phẩm kỹ thuật số kết nối nhà thông minh, thành phố thông minh. Để mà giữ vững được cái thương hiệu quốc gia này, Vinawin đã đầu tư cũng như là tập trung rất mạnh trong việc là cải tiến các cái sản phẩm và đưa các cái sản phẩm mới ra gắn liền với công nghệ đột phá. Với những điều đó thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục khuếch trương và duy trì được cái thương hiệu quốc gia của mình. Với mục tiêu tiếp tục giữ vững năng lực tiên phong và vị thế dẫn đầu, Vinawin sẽ duy trì chất lượng và cải tiến liên tục để bắt kịp với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược quảng bá sản phẩm để đưa thương hiệu Vinawin cất cánh bay cao và bay xa hơn nữa, không chỉ ở Việt Nam mà rộng khắp toàn cầu. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.